Chào anh em, hôm nay shop WT Racing xin giới thiệu một sản phẩm mới vừa mới về cửa hàng, đó là bình xăng con ga dẹp Kenhin hàng Malay, chất lượng là 9-10 như bình zin Kenhin nha anh em. Bình thì nó có size 28, 30, 32. Giá cho một cái bình xăng con Kenhin ga dẹp này là 600.000 một bình. Bình là cực kỳ đẹp và sắc nét nha anh em. Bình nó có bơm phụ luôn, bơm phụ bao giờ hỗ trợ tăng tốc ở ra cuối, không lo bị thiếu xăng. Tất cả bình xăng ở bên mình phân phối và bán ra thị trường, cho dù là từ bình xăng rẻ tiền đến bình xăng mắc tiền là mình đều bao guarantee đầy đủ nha anh em. Còn 100% bình xăng này về anh em mua về là gắn ở xe độ, thì anh em về phải tự canh chỉnh lại cái bé chín lơ chính, tại vì cái lưu lượng xăng của mỗi xe độ á, nó sử dụng khác nhau, nên cái chuyện mà canh bập hay không bập á, là do người ta canh dít lơ theo cái máy. Còn mình sang bán thì mình sẽ bao guarantee đầy đủ. Bình xăng con ga dẹp Kenhin Mã Lai, giá là 600.000 một bình, gắn được cho tất cả các dòng xe quay rim top 67 dòng Citroen, nói chung là xe bình xăng con xe độ, có từ xa 28, 30, 32 nha anh em, đồng giá hết 600.000 một bình. Hàng có sẵn đại số rồi, anh em cứ đến cửa hàng mình là mua thanh toán đây trực tiếp tại tiệm, còn anh em ở xa thì cứ vui lòng chuyển khoản trước, nhận đủ tiền mình gửi hàng. Bình cực kỳ đẹp và sắc nét nha anh em.